Rồi, cô Cáo Môn chào cả nhà nha. Hôm nay mình có công nhân công ty cơ khí Thái Việt trải nghiệm đi câu cá nha cả nhà. Đó, mình nay mình câu kinh này. Đó. Thì cánh đồng nó bao la. Rồi có hồ cũng lớn. Đây là đó, Điệp. Còn đó là anh bác Bao Huy. Còn đây là Mr. Minh Trung. Còn đây là ship nhàn có mập là đó, có mập dữ không, này không biết tên. Này là công nhân Thái Việt hết nha cả nhà, có mấy tay cũng đánh cá tra. Hầm này cũng hầm thiên nhiên, hầm này lớn nha cả nhà đó. Có người đánh cá tra nay. Anh em mình trải nghiệm 12 tiếng quay đồng nha cả nhà. Rồi thôi vậy mình có gì mình quay câu có cá mình quay cả nhà xem. Mập lên cá nha cả nhà. Dướng hả? Dướng là sao lấy? Thôi rồi thôi mình tắt để lấy cá giùm nó cả nhà. Ship nhàn lên cá nha cả nhà. Lên cái rô bự kìa. Cá đẹp ghê ta. Cái rô đây nói gì nữa. Rô đây là ăn hết ý. Dính này. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Cá gì vậy? Cá gì vậy? Cá bóng, cá bóng, cá lóc. Cá bóng. Phải chưa dừng rớt á, rách mép á. Đây đây đưa tôi chịu càng cho ông ba. Cái gì? Cái gì? Cái lầu kiến hay là cái gì không nữa? Cá bóng, đưa tôi chịu càng cho ông ba. Dướng dướng. Cả tôi nói mà cãi tôi. Giật được rồi, giật đi. Đó, 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 từ từ. Đó, cái rô đã không? Ủa, lần này mà xảy nữa, tôi dặm ông luôn với hàm luôn á. Cái rô bự kìa cả nhà. Thấy không? Còn đó, có mấy con cá bự đi rồi, cá rô lại rồi, thấy không? Đó, đã không? Rồi, gỡ anh bài. Thì chuyên cá bóng chà bá không đi xảy. Có gặp anh Đạt đi thăm lưới đây, mình xuống xuồng mình đi thăm lưới với ảnh nha cả nhà. Đó, mình xuống xuồng mình đi thăm lưới với anh Đạt nha. Chạy đi con cá bự cho anh quay đi. Quay kiếm mấy con cá bự quay cái clip à. Sáng thấy con cá 4 cái mấy. Trời ơi. Sao xảy anh Đạt ổn vậy? Không biết nó dính như sao mà Đó mình thăm lưới cái hầm đất bự này nha cả nhà. Mười mấy 20 kg cá linh luôn anh. Ngon quá trời. Cá linh cứ 10 con 11 con ký, trời đã quá ha. Đây mình bán cá đó được nhiêu ký anh? Trời ơi giờ vậy có giờ còn không, còn cá gì không bán tụi em mất rồi. Phải không? Dạ. Rồi mình chuẩn bị tới lưới nha cả nhà. Mình anh Đạt anh có găng ba đường lưới đây. Anh nói buổi sáng tối mấy bữa trước nhiều lắm. Lúc này thì nó ít cả nhà. Này để coi có cá mình quay cả nhà xem nha. Đây mà cái đó là nó gắn như là sợ bơm không kịp, nó gắn chỉ có một máy thôi, đó là không không có đúng như cái chạm đó. Chạm chánh nó nằm trong này. Nó cũng bơm vô là con kinh này luôn. Nhưng mà mình ví dụ giờ mình đi vòng cái đường này nè, mình đi ra gần tới trạm bơm đó được không? Được chứ. Được luôn. Rồi đi đường ngoài lộ bằng lộ đó. Không, đi lộ là ra trạm bơm đó em biết, nhưng mà ý em muốn đi trong gốc trong này nè. Đi trong đồng mình hả? Ừ. Được chứ. Ấy nó đi bộ đường trong đường kinh hậu luôn luôn. Anh biết. Được, 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 được. Được không? Được. Em muốn vô gần trong đó câu. Tại vì cái góc trong đó cá dữ lắm mà đi ngoài đầu bơm vô ông cố đó ông không cho. Rồi dính cá cả nhà. Dính cá bự quá nha. Cá gì anh? Cá Phi. Ủa cá Phi bự ghê cả nhà ơi. Ôi ôi cá Phi đã không? Ôi ôi cá Phi hết cuốn lưới nãy giờ mới được con cá Phi bự nè cả nhà. Còn cá Phi này. Ủa cá Phi này cũng nửa ký hơn anh. Nửa ký à. Nửa ký hơn. Ồ còn cá Phi cả nhà.
quá đã cả nhà. Ôi ôi cá phi mà anh cầm không hết hai tay luôn cả nhà. Đâu có cầm tay được, chỉ móc mỏ thôi. Móc mỏ thôi chứ không cầm tay được luôn cả nhà. Trời ơi cá phi kìa. Trời ơi quá đã quá đã quá đã. Rồi cá phi đã quá cả nhà ơi. Hết hồn cá phi luôn. Con cá phi này là cứ như là giật chắc gãy banh cằn luôn cả nhà. Ôi trời ơi cá phi cả nhà. Rồi nước không luôn cá phi này. Cả nhà thấy cái bàn tay mình nó không xi nhê vậy cả nhà. Đó, bàn tay mình. Rồi cái linh này là cái này là cả nhỏ. Ôi cá linh cả nhà. Quá đã quá đã. Đóng thì con cá thì có 4 kg rồi cho nên quay cho nó đã. Ừ. Sáng em xúc giật rách luôn, rách giật vô mới vô. Trời ơi, xúc rách giật luôn. Ừ, cá linh này mà ảnh nói cá linh này nó nhỏ nè cả nhà, mà nhỏ mình thấy cá linh này nó đã bự rồi. Mà nói cá linh này là nhỏ mấy bữa trước trúng con nước á. 10 con 11 con ký. 10 con 11 con ký ghê cả nhà. Mặt lưới là 6,5 mà đi dính cái linh đó là nhỏ. Dạ. Là thường thường sáng buổi sáng nó nhiều hơn ha anh? Dạ. Sáng với tối. Đó, đó, đó dính cái gì anh? Cá linh. Ôi cá linh bự quá cả nha. Linh nhỏ. Ôi cá linh cỡ này mà anh là cá nhỏ nè cả nha. Ôi ôi thiệt chứ. Ôi, cá linh dày mà anh kêu cá linh này nó nhỏ. Mình là thấy cá linh này là quá bự rồi cả nha. Ba ngón tay. Mà anh kêu cá linh này nó nhỏ. Rồi hết một đường lớn nữa cả nhà. À, mình không chửi quá trời luôn, thằng nào nói mới đầu hết hồn. Sao mấy chú ăn xài vậy? Cái mà mình cũng hết hồn. Dạ tụi em lụm dưới này không có, tôi nói sao không chịu hái trên cây ăn. Không vậy tốt, người vậy tốt chứ không có. Cười chết bà luôn. Nói, nào nãy ngầu cười không. Nó trao gơ trên cây trái cả đống không chịu hái ăn. Ở đây có gì đâu, mấy ăn mấy trái làm gì đâu mà dữ vậy. Mấy chú ăn người ăn nổi được 5 trái không? Nó trao gơ trái hai người ăn chịu hết. Cười, ông đó cũng vui. Chú cứ hái trên cây ăn đi chứ. Thấy người bạn của thằng cháu của em nó xuống đây ông cầu mong cầu suốt ngày không dính gì rồi em làm mọi đồng hoàng rồi vô rồi đẩy con cái ta sáng đêm luôn rồi qua bữa sau đi về luôn. Thì đó tụi em cũng vậy hoài như vậy. Thì mình chẳng qua là đi chơi chứ đâu phải là. Đi sao tao không có tới nhà của mày nữa đâu, tới nhà báo mày không đi câu không gì, không gì báo mày chứ câu gì. Cái đó không bị gì anh? Ủa cái mương này nó đi tới đâu anh? Có có mương nữa kìa. Bên hậu đó thì nó luôn là đi tới cái chỗ mà anh nói đó. Phải không? Ừ, nó luôn hoài vậy. Ủa, bữa nào vô kinh này câu à? Mương này chắc. Nhất ta, nước giờ là không muốn khô luôn, còn có nhiêu nước vậy câu gì. Không, tới mùa, tới mùa kia chắc nước nhiều chắc có cá đó. Nó 7 bữa vô 7 bữa ra. À. Giờ nó 7 bữa rồi ra, 7 bữa sau nó vô là lúc kinh luôn. Là vậy ngon á. Vô lúc kinh luôn, lúc kinh là 7 bữa ngày 7 bữa sau. Vô là cá nhiều lắm á, vô cá. Sao anh tới là nước lúc kinh luôn. Dạ dạ. Rồi vô cá nó nhiều lắm á. À, nó cũng chạy luôn chui trong đó hả? Nó cũng luồn vô đi dựng kinh hậu mà dạng kinh xẻ đừng kinh đừng cho nó thoát nước ra đó. Dạ. Không tại mình câu cá nhỏ mấy kinh hậu nó có nhiều lắm. Đúng rồi. Rồi, có đúng con tay đó có à? Hai tay này không dính con gì đâu. Ôi, hai có tay lưới thì dính. Thôi. Làm con nữa. Rồi, cá phi nữa cả nhà. Rồi tưởng đâu tay này trớt ai ngờ con cá phi này nhỏ hơn con nãy hả anh? Nhỏ hơn, con này chết rồi. Uổng quá.
Khi mà cả anh cầm anh móc hồng không cả nhà. Đó. Hai con cả nhà. Hai cái linh, hai cái phi, bự quá trời luôn. Quá đã. Rồi rồi, rẻ quá trời. Hai con này chắc đâu 8 ký anh. Không. Con gì nữa anh? Cá cốc. Cá cốc nữa hả? Cho em mượn. Hỏi mà anh không ngờ ở đây ông dài ăn cá cốc. Còn cá cốc đã rồi cả nha. Anh nói cho mấy bữa chài cá cốc mấy ký luôn cả nha. Cá cốc. Nó kêu ngộ ha. Đã kìa. Đúng rồi, nghe người ta nói cá cốc mà bự ăn thịt ngon. Rồi hết tay lưới nữa cả nhà ơi. Rồi hết ba tay rút luôn cả nhà ơi. Xong đó, anh Đại ảnh nói là nếu mà thăm buổi tối á với buổi sáng nó nhiều, tại này trưa tới đây thấy anh trưa nó ít cá. Dạ. Khuyên tụ quá trời luôn. À. Tôi nói cái rô bự mà do thấy không đúng thế nó. Đúng thế nó đi dứt liền à. Đúng thế là đẩy cái rô bự liền. Quá đã. Mấy chó sủa quá. Cá lớn nó lờn màu rồi. Dính rồi. Đó. Bự liền chứ ở nhỏ gì. Chó sủa quá. Nay công ty Thái Việt đi trải nghiệm mà. Đi. Lúc ông thấy nó vô miệng ông giật. Nó đang cầm tay đó đâu ông giật dính. Từ từ đi kiếm cái bao. Nha ơi. Hai người làm hai cái rô luôn cả nha. Mình cũng con con. Ba cũng con. Đó. Rồi rớt luôn. Còn cái rô bự bự không cả nha. Ba này hiện nay không trải nghiệm này sướng. Đó, đó. Anh ba giờ lên chuyên nghiệp câu ếch rồi. Giờ anh chuyển qua chuyên nghiệp. Anh nhảy đâu con nữa à? Lên chuyên nghiệp câu ếch rồi cả nhà. Ăn á. Dứt. Đó, đó. Trời ơi. Dở quá con chà bá luôn, tôi nói là ngay dưới chân tôi. Đồ xếp nhàn đắng hai lưỡi với hai con luôn hả? Ồ ngon. Ngon quán. Xuống nước tí nữa, xuống nước tí nữa. Xuống nước chút nữa. Ừ. Đó đó đó, đó thấy không? Ông yếu quá. Ông chừng nào căng căng nhợ lên đó. Căng căng nó ăn là giật. Dở dữ vậy. Nữa nữa nữa. Chưa dính. Ông câu nè biết. Ông phải căng nhợ lên chứ. Ý là lúc nó ăn ông căng căng nhợ lên. Giật căng nhợ không giật. Đó. Không biết chiêu đó hả. Câu ếch đâu cần thấy. Ừ dở thiệt chứ. Em tôi nói con bự luôn ha. Rồi cả nhà giờ anh em mình tập
tập trung lại cả nhà. Đó, giờ coi cá nè, nó thùng luôn cả nhà. Giờ đầy thùng ơi. Giờ mình đầy thùng luôn cả nhà. Lớn có, nhỏ có, nói chung là đầy đủ loại. Đó, giờ anh em chắc tập trung lại, chắc mướn mướn nhà nghỉ ngủ xong rồi mai câu tiếp. Con cá lóc mình không thương cái đầu. Phải không? Nè. Ồ đúng là nãy dặm ông ba xuống hầm này luôn nè. Rồi cả nhà giờ mình về tới xưởng rồi nha. Đó. Giờ anh em về tới xưởng. Đó, thành quả hôm nay cả nhà. Nay trải nghiệm về ruộng được thào cá này cả nhà. Đủ loại. Thì câu tùm lum cá linh, cá huy, cá rô, nói chung là đủ loại cả nhà. Đó. Đây là cá phi, cá rô, nói chung đủ loại. Nay công nhân thấy việc đi đi bào cả nhà. Có mấy con rô bự bự đâu. Nó chui chứ ha. Đây này này này. Đó đó, cá rô nha. Đây là cá rô biết nói tiếng Việt này. Rồi, thôi nha, để chút nữa mình có nướng mình quay cả nhà xem. Rồi anh em mình đang nướng cá nha cả nhà, về tới xưởng rồi. Đó, Mr. Minh Trung ship VIP câu cá trong ngày hôm nay là nướng cá. Cá to hết lớn luôn à. Đó, giờ anh em mình nướng cá về tới xưởng rồi. Nướng cá là bắt đầu gì? Nên ba này cũng dứt con trước hả? Ủa chơi chơi kỳ ông. Chơi con này chơi thử nữa.